Hello tất cả anh em, chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của Quý Bắc Giang chuyên động cơ xe máy. Nay trân trọng giới thiệu tất cả anh em cùng các bác là bên em vừa về một lô máy cũ nhá. Lô máy cũ này đây là lắp cho gem 100 và anh em lắp cho quay nhá. Đây là bên em máy cũ, nhưng mà một lát em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em là máy nó tốt như nào và như nào thì bên em sẽ giới thiệu. Thì anh em nhớ đăng ký kênh nhá, cho nút like sau anh em có thể xem lại nó ok nhất. Thì đây thì hai số điện thoại liên hệ trực tiếp mua hàng bên em nhé, là hai số điện thoại trực tiếp của Zalo. Đấy thì hôm nay em sẽ giới thiệu anh em là cái đầu máy này là đầu máy Honda của Trung Quốc anh em nhé, Honda Trung Quốc. Máy rất chi là ngon lành, mà hàng nó là lô này thì các bạn hàng bao zin cho tất cả các bác. Bên họ sẽ lắp cho con xe Way nhé, bên mình sẽ lắp cho xe Jim. Đấy, gem 100. Thì nó đặc biệt ở bên hàng Trung Quốc ấy, là nó sẽ có cái đường ống hơi này. Thì nó đã sẽ nó có đường này thì là đặc biệt đây là máy của Trung Quốc nhá. Còn hàng Honda sản xuất chính hãng nhá, đời cao thì nó sẽ có đây này. Anh em mình nhìn này, cái gioăng xanh nó vẫn còn rất chi là xanh. Đấy. Dầu mỡ họ chạy cực kỹ thôi. Đấy quay rồi. Đây. Xem. Đây cái lốc bên này thì nó hơi tròn này. Và anh em thích lắp thay lốc của Honda của mình vào là ok này. Đấy. Còn hàng là bao zin cho anh em nhé, hàng nguyên bản anh em nhé. Đấy, tất cả hàng nguyên bản hết. Máy rất chi xịn sò. Còn anh em mua thì anh em cứ trực tiếp gọi điện cho em qua vài hai số điện thoại. Thì nó bộ nó theo nó sẽ bao gồm cần đạp, cần số này và chế hòa khí. Đấy. Bên em sẽ giá bán giá bao ship luôn. Đấy, anh em thích con nào thì bên em những cái con như này quay đầu video là thường thường anh em đặt rất là nhanh, nên là anh em mua thì anh em cứ trực tiếp Zalo cho em hai số điện thoại nhé. Thì vào Zalo thì bên em sẽ còn con nào đẹp bên em sẽ chụp cho anh em. Đấy là còn con đấy thì anh em có thể mua được. Đấy, còn rất nhiều con đẹp chứ không cứ gì một con này. Đấy, bên em toàn hàng zin hết anh em nhé. Đây, tất cả hàng zin hết. Đấy, quay đầu bò. Anh em nhìn nhá, đấy, hàng vẫn còn rất chi là zin. Đấy, tất cả hàng zin hết anh em nhá. Đây, em quay thử vài con nhưng tất cả hàng zin hết. Đấy, lô này được cái là rất chi là đẹp anh em, đẹp siêu phẩm luôn. Đấy, anh em những cái lô những cái máy này có trước em về có được 50 máy thì là em bán rất chi nhanh vì máy tốt, có bác đặt 1-2 con nữa cơ. Đấy, thì lô này thì anh em đợi chờ, thì anh em muốn lấy thì anh em cứ alo trực tiếp cho em nhá để đặt hàng nhá anh em nhá. Máy đây. Đấy. Rồi, đây thì sau em sẽ một vòng sơ qua nhé. Hôm nay em về được có 20 con. Đây, máy zin hết anh em nhìn này, khô đét luôn. Đấy, còn Honda sản xuất tại Trung Quốc nhá, cũng kiểu như Honda Việt Nam mình ấy. Đấy, như Honda Việt Nam mình thôi. Đấy, máy cũng rất là tốt. Đấy, họ bên họ nó nhiều vấn đề, cũng phá giữ xe như bên mình thôi, cũng có hàng nhảy hàng nhất đầy đủ hết. Nhưng mà bên em đặc biệt là không bán hàng của Việt Nam, hàng nhảy anh em nhé. Thì bên em chỉ bán hàng của Trung Quốc, hàng bao zin, bao tốt cho anh em. Thì anh em cứ đăng ký kênh thì em sẽ một vài người bên em sẽ ra chi tiết về từng con máy này. Thì anh em cứ đăng ký kênh, anh em xem tiếp nhé. Thì bên em ra video sau thì nó sẽ chất lượng nó sẽ tốt hơn. Đấy, hôm nay em báo để cho anh em về, anh em muốn mua thì anh em cứ đặt trước. Đấy, nhanh tay đặt thì còn, mà chậm tay thì hết anh em nhé. Đây, đấy. Toàn những con nó đều tăm tắp như 100. Con nào cũng đẹp. Đấy, con nào cũng đẹp, con nào cũng chất nha anh em nhé. Đấy. Máy rất chi chất và đẹp luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nhớ đăng ký kênh nha, anh em xem tiếp video nhé. Thì bên em sẽ giới thiệu chi tiết, nó gọi là em sẽ đánh số lại. Đây là hàng em nó vừa về nên em chưa đánh số, chưa gì hết được cả. Thì anh em cứ xem thì em sẽ quay từng con chi tiết để anh em có thể tham khảo qua. Rồi, chào tất cả anh em.